đây là gỏi súng hộp nha. Trời ơi, đây các bạn thấy không? Quán con gà trống. Phần này là phần gỏi súng hộp. Có cà rốt, có thịt bò, có dưa leo, có xoài. Có rất là nhiều thứ trong đây. Còn đây là sườn. Ăn chưa? Sườn nướng. Đây là món cá. Món cá phi lê bún chè. Ăn với bánh nghiền. Xôi, đây là xôi nha, xôi chiên. Đây là bánh chè. Ta làm nó vừa ăn luôn, ngon lắm. Cái gỏi này công nhận ngon, cái nước sốt ngon. Mình thì mình không biết làm nước sốt, nhưng mà nước sốt này rất là ngon. Nhìn cũng hấp dẫn nữa. Quán ngon gà trống này là mình thấy cái đặc biệt của nó là có lá chanh đó. Ăn thử cái sườn này coi. Sườn này người ta cũng không có đưa nước chấm gì luôn. Bên ngoài họ tẩm một ít bột cho nó giòn, áo bên ngoài.